Bạn sẽ bằng bốn học nế Thằng này trong các website video learning và nâng trai dùm lê dùm nét đăng chung lũng đẹp để bọn nâng tiếp khóc nế rồi viên Internal Rate of Return bạn rồi có IR nâng hay nâng Modify Internal Rate of Return rồi viên ở chung mô tha âm IR bạn âm IR nâng cứ chia Traditional bạn nhưng ai chung mô Traditional bạn hay âm IR nâng cứ hay tham Modern đại cơ rô khơi mình men rồi khởi thay với con là chỉ dùng một update và bị dùng một trả. Chẳng thà ta ở IO nó cứ miền đây bị mạch bản IO nó cứ miền đây tha và còn muốn dùng sản phẩm tha dùng reinvestment và vì dùng sản đào vẫn cứ tam atra IO smart này. Vì copy âm IO bản âm IO nó cứ atra reinvestment I copy IO và tra reinvestment cứ ai khóc niềm vì ai chỉ khóc capital rồi có require a rate ở dương trong bàn và ta chúng phố ai o vẫn cứ dương sản nằm mất tha khăn nông mùi cơ rây bại chát từ mùi cơ rây bại chát nên cứ tra vì nhốt cứ smart niềm và mình là smart nâng ai o hôn ai nâng và mình là reinvestment ta mà tra ai o hôn ai và ta tôn từ lơ âm ai o với chữ ọt này à tra reinvestment cứ ai mà nâng khó capital rồi có require of rate of return ở dương trong ban và rồi có tra xây thiệt chẳng là lơ dương ưu tổ ho chỉ lấy mùi đồng bệ lũng điện ảnh nghề dốn để còn nâng ai o nâng bản chẳng dương trong rô ai o nhưng đã dự nhà đi mất ngay sơ dương ai o bản chứng dự ôm máu thì sma và nâng và thì sma nâng đọc môi trịch xa dùm bay vừa rồi anh ấy cứ chia ai o là dương rô khởi nguyên đây tha nó không nông cùng rông vì dục dương rô xin ý cứ đó là tra đi thân vẫn cứ đọc môi trịch xa dùm bay vừa rồi và anh ấy cứ chia tra ai o chứng tra anh ấy cứ nguyên đây tha dương xa mặt tha lục nệ dư lùi mình là lùi dương này tu ban mà mượn lá đấy em mà rồi lá đấy từ investment xa đa mình và mình đây tập bây giờ đặt lùi tuần mình dụng từ bốn một phần là cầm ở dương ban chúng luôn mà rồi lá lùi dương châu mà rồi ní dương dư lùi mà rồi từ rô si to tiết và từ rô si to tiết mình đây việc đó là tra lịch thân mà vẫn cứ đọc môi cho xa dầm vầy về rồi mình đây chẳng và sang thì pi dương ban lui pi rồi là thế này và từ mới dương vô lui từ pi rồi là từ rô si to thế này nhưng sau là mà tha việc đo thì thân cứ đậm môi chạy xa dầm bay đại sang thứ bay dương đại dương ban lui châu thế này mà chúng luôn pram rồi là không có phá bao dương từ mới dương vô lui pram rồi là từ reinvestment thế này và đo ra thì thân cứ đậm môi chạy xa dầm bay nên cứ nằm trong cao để dương chụp rô si và nhưng ca đại dương reinvestment là tra đại smart như nâng ai o nâng at the same rate chứng chứng chỉ nói với smart đọc môi trường sai tầm bảy anh cứ chia ai o và ta chụp pua mà âm ai o vẫn cứ mình men reinvestment là tra đọc môi trường sai tầm bảy vì ai lờ nâng vì ai cào nâng và anh cứ chia chẳng mấy đây khóc nên dùng khán ở lấy dương anh tìm qua tù lấy bàn và nhưng mà thôi cạn đấy thì cứ chia present value viết lại bài tập bằng ca về bài tập bằng ca này tập phạ về chuyển biến đài và những future value về em trong row future value nơi trong sang thị buồn total và total future value này year for small man chứng à đấy cứ trong thì muối dương sơn mặt đã tuân bị cho bốn ban mà mới như tôi ban lôi chuẩn luôn rồi là ta bao nhiêu rồi là từ reinvestment mình và những reinvestment ban mà cho làm những gặp phơi điện mất và đấy làm thì mùi mà thì pi mà phơi điện thì pi mà thì bấy và pi phơi điện bị bay mà muốn cứ bay phơi điện và bay cho làm chẳng bây giờ trong rồi chú chờ vào dù này trong trang thị bốn và đừng vô prison value mình ít con ai mùi và bộc nâng bà tra bây giờ ní ta mất sự quân mán bà sự quân chùm luôn ở mùi bì bày sự quân bày vậy đó bày
À, đúng muốn viết chứ phải đúng muốn viết future value, smart present value và con nói mùi book air và sẽ còn tề giờ p viết nói dương trong rồi à tập phát dương tu ban sang p bạn dương sang nó bắt thay dương từ reinvestment bính đó tra thì thân cứ động môi chơi xa dùm bày mà trước đó đi ở giờ p mà sang là dương reinvestment pi pi mà bay mà per điện và bay mà bốn cứ pi per điện và chẳng nhìn này ta pi số năm nhưng muối buộc e dương đi và sẽ còn pi và to mà tiết cứ dương sản phẩm thay năm thì bay dương tua ban tập trạng chủng luôn pram rồi là dương yuta reinvestment vì dục xã đang với bạn đó là tra thì thớn cứ đọc môi chơi xa dầm bay đài bạn chẳng dương côn mất bạn trong màn năm mà năm bà mà năm dương sẽ còn muối ở đây anh bạn đi cứ nơi trong năm một ái chẳng bên từ bàn tập lại thế bụng sống sẽ còn sâu mà mình thấy những bàn rồi tiếp những chút rô xin đó sẽ còn sâu những smart một ái chương lúc này khơi nhà total future value smart màn bạn cứ total future value với cái smart của phần này và smart của đằng chứ bây giờ trong row atra với smart của bạn lấy dương lại đồng lại ní một future value và đồng lại phải chọn bón đọ mà bón được còn là chứ những ai prado muốn những prado muốn hình đài và em prado muốn hình đài nhưng trong row cái trong row all smart của bạn bạn trong row all smart của bạn chương tin rôm á bạn chẳng dừng ngục dục chu à ơi chu chờ vào lúc chạy đến present value bạn ta mắc sẽ con rực ở đây này tê nữa đọ mùi như xong cắt thì nhé trong rô ai trong rô all is my man nè yếu scop chu chờ vào lúc này chu chờ vào lúc về anh ấy cứ chia present value mà đó chẳng nhìn trong rô ai all mấy và nhé chu chờ vào lúc này chạy ai đặt nhà đó là mê với chứng minh vinh buộc chủ chờ vào lúc chạy đồng present value bạn chẳng lý sự con chúng rưu gửi buồn á bà này mình buồn phở riệt muối phí bấy buồn bà rưu gửi buồn chẳng rưu gửi buồn nhóm ai sẽ muối chạy buồn đi bàn bà ta mới dựng đọ lại mùi đọ mùi ní bà nó ôn khơi nhé và cây new ai on cứ smart này bà thì smart này ai on từ bốn là dương cả niên ấy có cái smart và năng đài đọc mua cho xa dòng bài ai bây dương vô à tập phát là dương nít bàn màu investment giá đá với như investment ta mà ra mua cho xa dòng bài nít dương đừng khơi tha new IO bao dương ở trái chỉ một chung là dương investment cứ smart đọc môi chơi xa dầm bầy ní cứ chia ở tầng này này IO và hai tha dương reinvestment được nung ở trái mỗi đôi khuya cứ ở trái tam IO là tập phó cứ đôi khuya bảo smart khuya và ta chắc đây lúc nè cứ bàn lùi hơi đã gặp phá rồi còn mà đã gặp phá nâng lúc nè bà lúc nè đã gặp phá cái đó rồi có lúc này investment cả đào bạn cứ đo nó là trả ai ở cứ smart này và ta với đại khóc nếu cứ ai đã ra ta tùm hôm lưu khóc này bạn và lúc này vô lưu mà rồi là này ta đã cho cả phái vì nó sao tầm rồi đại đây ta vừa dương vô rồi là từ investment nhưng bạn đọc mà rồi phát mà rồi xa dầm vầy nếu được như đấy và dương bạn tập đạo phí rồi là đã cho cả phái là nữ dương nơi tập phí rồi là này vừa mình cao lên tầng ngọt ta bây giờ vô tới investment vĩnh bạn là smart đồng pi rồi xa dòng bảy và ta reinvestment dưới cư nó không là ra đọc đọc mua cho xa dòng bảy bạn là mua cho xa dòng bảy này ở đây cái trong một chút lúc nãy lại cứ trong một chút tha bạn cận trong nghiên tổng hợp tức lối gì vô tổng hợp tức lối vì ai khóc như là sai đã cho của phá hay đã reinvestment và ta ở đây trong một chút cứ tha
IR